Mình sẽ cần hai yếu tố quan trọng để có thể phát triển một kênh YouTube thành công. Yếu tố thứ nhất là phần chiến thuật, yếu tố thứ hai là phần kỹ thuật. Phần chiến thuật gọi là phần content, phần nội dung của cái video về chủ đề đó thì chiếm 80% sự thành công trên YouTube, và phần 20% còn lại và phần kỹ thuật là phần về quay phim nè, dựng phim, thumbnail, rồi làm title, SEO, đánh hashtag, thì cái đó là chiếm 20%. Nhưng mà trong video này tôi sẽ tập trung vào phần thứ nhất, phần chiến thuật. Tôi tin rằng nếu mà mình hiểu về content mình trước, hiểu về cái nội dung mình, thì cái phần kỹ thuật kia là nó rất là dễ dàng cho mấy bà luôn. Tôi giới thiệu các bà đây là những cái mà tôi đúc kết lại trong quá trình làm việc của tôi 3 năm, từ làm kênh của tôi, tên khách hàng, lớp học để tôi join vào, tôi học với những cái mentor giống như Sun Media đã phải join vào để có thể là giải thích thêm về YouTube. Thì tôi nghĩ cái phần này là phần cốt lõi, phần quan trọng nhất khi mà quá trình làm YouTube. Và nội dung video này gồm có 4 phần. Thứ nhất là các bà phải hiểu về YouTube, cách kiếm tiền từ YouTube. Phần thứ hai là các bà phải hiểu về bản thân của mình. Bản thân của mình là mình có những điểm mạnh nào, điểm yếu nào, mình có những cái giá trị riêng của mình là gì. Phần thứ ba tôi sẽ nói về tìm hiểu về khán giả, gọi là target audience. Content mình làm không phải phù hợp với tất cả mọi người được, không phải phù hợp với tất cả lứa tuổi và trình độ học vấn họ được. Nên khi mình làm nội dung, bất kỳ nội dung gì á, mình phải hiểu khách hàng của mình, thì lúc đó bà mới xây dựng được cái nội dung của video nó phù hợp với cái tệp khách hàng đó. Và cái cuối cùng á, tôi sẽ nói về cái content pillars, cái topic mà bà sẽ làm ở trong cái kênh của bà. Phần đầu tiên tụi mình sẽ nói về cách kiếm tiền từ YouTube. Cách kiếm tiền thứ nhất là kiếm tiền từ view. Bạn có thể dễ dàng thấy nhất, tại vì khi một cái kênh YouTube mà nhiều view chắc chắn họ có tiền rồi đó. Họ sẽ tính vào dựa trên 1.000 lượt xem, là 1.000 view thì sẽ tương ứng được bao nhiêu tiền. Giống như là cái kênh này 1.000 lượt view là bằng 1 đô, hay là cái kênh kia 1.000 lượt xem bằng 5 đô. Thì tùy theo chủ đề mà cái giá thầu 1 đô hay 5 đô nó sẽ biến động. Và cái kênh mà nhiều view thì số tiền nó càng nhiều là như vậy. Một cái kênh tập trung vào kiếm tiền từ view thì họ sẽ tập trung về những chủ đề giống như là vlog nè, thách thức challenge, hay là game nè, những thời sự tin tức rồi mới nóng hổi đúng không, hay những content về hài hước. Thì cái này là những cách mà kiếm nhiều view nhất, tại vì những cái chủ đề này nhiều người quan tâm và nó mang lại giá trị giải trí nhiều, tại vì ai cũng có nhu cầu về giải trí. Thì đây là những content mà tập trung nhiều view và rất dễ kiếm view. Kiếm tiền từ view thì mình sẽ gọi đây là kiếm tiền từ quảng cáo YouTube, là Google AdSense. Thì nhà quảng cáo sẽ trả YouTube và YouTube sẽ trả lại cho bạn từ Google AdSense. Cái thứ hai là kiếm tiền từ affiliate marketing, là tiếp thị liên kết, rơi vào những kênh review sản phẩm, review về mỹ phẩm nè, review về quần áo mình mặc nè, review về thiết bị quay phim chẳng hạn. Những cái sản phẩm đó họ review trên mạng và họ có để được link liên kết ở phía dưới cái phần mô tả video á. Khi mà bạn bấm vào đó, bạn mua hàng á, thì họ sẽ nhận được cái phần commission, phần hoa hồng khi mà họ giới thiệu cái sản phẩm đó. Cái giá trị bạn mua cái sản phẩm đó không thay đổi. Có nghĩa là nếu mà cái giá trị sản phẩm đó là 1 triệu đi, bạn nếu mà bạn mua ở trên trang chủ của cái sản phẩm đó vẫn là 1 triệu, và bạn mua bằng cái link của cái người YouTuber này quảng cáo cái sản phẩm đó vẫn là đúng link chính chủ luôn nha, vẫn là 1 triệu. Nhưng mà cái người mà YouTuber này nè quảng cáo cái link sản phẩm đó thì sẽ nhận được cái phần hoa hồng nhỏ từ thương hiệu kia. Đó là cái chương trình mà họ đưa ra. Bạn có thể thấy là có rất là nhiều kênh họ làm giàu từ vấn đề mà để đặt link sản phẩm. Nếu đây là mô hình mà bạn thích thì bạn có thể tham gia. Ok, phần thứ ba là kiếm tiền từ sponsor. Có nghĩa là một nhãn hàng nào đó thấy video của bạn, biết bạn là cũng là người dùng cái sản phẩm của họ. Thường là vậy, thường là bạn là người dùng sản phẩm của họ, bạn có một lượt fan ổn định trong cái lĩnh vực gì đó, là khách hàng tiềm năng của cái nhãn hàng đó, thì họ sẽ liên hệ với bạn. Và hình thức tiếp theo là phát triển thương hiệu cá nhân của bạn, sau đó bạn bán hàng thông qua cái thương hiệu cá nhân này. Mình ví dụ khi mà bạn nổi tiếng trong cái lĩnh vực nào đó, bạn uy tín trong cái ngành nghề nào đó, thì bạn có thể bán những cái khóa học, chia sẻ những kinh nghiệm của mình gom lại trong cái khóa học đó để có thể bán lại cho người khác muốn học cái nghề đó của bạn. Mình ví dụ như là bạn mình đang làm về kênh về edit video, thì bạn có rất là ước mong về vấn đề là phát triển một khóa học để có thể dạy những bạn beginner, những bạn mới bắt đầu làm edit video á. Hoặc là bạn có thể bán những cái sản phẩm số bạn tạo ra. Bạn có thể tạo ra những cái template ở trên Canva, template ở trên Notion mà mọi người có thể download những cái template đó. Bạn có thể tạo ra một lần thôi và bạn có thể đăng lên các trang mạng mà bạn bán. Và cái tiếp theo là bạn bán những dịch vụ của bạn. Bạn đang làm thiết kế đồ họa, chuyên thiết kế logo, bạn chia sẻ những thông tin về cái ngành designer. Nhiều người xem một kênh của bạn và có nhu cầu thiết kế một cái logo thì sẽ liên hệ cho bạn. Thì thông qua kênh YouTube này bạn có thể là bán được dịch vụ của bạn luôn. Vậy tôi thì tôi sẽ đi theo cái cách nào từ view nè. Tôi không phù hợp. Kiếm tiền từ view á, nó sẽ nghiêng về giá trị giải trí nhiều hơn. Khi mình quan sát á, muốn làm về kiếm tiền từ view á,
thì nghiêng về với cái phần giá trị giải trí á, thì bạn đó phải là người hướng ngoại một chút, có ngoại hình hoặc là phải độc lạ, phải có cái gì đó đặc biệt, phải có cuộc sống đặc biệt. Ví dụ bạn làm về content về bắt cá chẳng hạn, mình thấy rất là nhiều người thích cái content đó vì đơn giản là nó khác với cuộc sống hàng ngày của họ. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà nó thú vị, nó khác với cuộc sống bình thường, thì bạn có thể làm daily vlog. Và vấn đề tiếp theo là kiếm tiền thông qua affiliate marketing, kiếm tiền qua tiếp thị liên kết. Tôi cũng không có cái thói quen mua hàng quá nhiều và đa dạng món hàng để có mà review được, tại vì tôi nghèo đó thì nó không phù hợp với tôi luôn. Phần thứ ba và thứ tư là hai cái phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, đều có điểm chung là phát triển về thương hiệu cá nhân để phát triển sponsor hay là phát triển kinh doanh, thì đó là cái điều mà tôi đang muốn hướng tới. Sau khi mà mình đã hiểu về YouTube, những cách kiếm tiền từ YouTube và chọn được cách mà phù hợp nhất với mình, đúng không? Tôi thì chọn cách thứ 3, thứ 4 đó, còn bạn thì sao? Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đến phần hiểu về bản thân của mình nha. Cái này là cái phần thú vị nhất, nó quan trọng trong cái con đường phát triển sự nghiệp YouTube của bà. Tại vì bà sẽ biết được cái giá trị riêng của mình và điểm mạnh, điểm yếu của mình. Như là lúc đầu tôi nói, thứ nhất là thông tin cá nhân, tuổi, giới tính. Thì tôi là nữ, 28 tuổi, sở thích là gì? Bà phải biết được cái sở thích của mình là gì nha. Sở thích của tôi là xem phim ở trên Netflix. Tôi rất thích coi series trên Netflix luôn. Series mà tôi đang thích á là John Sheldon. Một gia đình rất là dễ thương và nói về cậu bé Sheldon rất là giỏi và thông minh. Nó là bộ phim của đời thường, rất là vui. Hiện tại là trên Netflix á, nó có 6 mùa mà tôi trong một tháng và tinh thần tôi cài hết 6 mùa đó luôn. Nếu mà bà cũng đang học tiếng Anh này hay là muốn giải trí nhẹ nhàng thôi thì bà có thể là xem cái phim đó thử nha. Thứ hai nữa là tôi rất là thích chơi với chó với mèo. Hiện tại là tôi có một con chó tên là Lanh, năm nay nó 3 tuổi rồi. Lúc đó tôi ở trên Đà Lạt thì tôi nuôi nó và bây giờ tôi đang đi xuyên Việt á, tôi cũng đưa nó theo luôn. Nó thích uống cà phê vì nó làm cho tôi rất là tỉnh táo, thích đi phượt nè. Hiện tại là tôi đang trên hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Cái cách đi phượt của tôi cũng hơi khác á, là đi phượt kiểu dài hạn, là tôi cùng bạn trai của tôi mỗi nơi ở 1 tháng hoặc là 2 tháng. Và hiện tại tôi đang ở Nha Trang và tiếp theo tôi sẽ đi Phú Yên, lên Đà Nẵng. Tiếp theo nữa là ăn vặt, ai là phụ nữ thích ăn đúng không? Thì tôi rất là thích ăn những món giống như kem nè, bingsu nè, hay chè, thích ăn đồ ngọt và ăn vặt hay bánh tráng trộn á. Bạn có thể có những sở thích bình thường thôi, không cần có những sở thích nào nó quá thú vị. Cái phần này á, thật sự tôi muốn bà là thành thật với chính bản thân của mình. Thì lúc đó bà mới biết được là cái giá trị thật của mình, cái điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình nữa. Thì cho dù bà có những cái sở thích nào nó hơi quái dị hay là chỉ một mình bà thích thôi mà người ta thấy người ta không thích thì cũng bình thường thôi, vì đó là cái sở thích riêng của mình mà, đúng không? Thì bà hãy giữ cái những cái sở thích đó. Tiếp theo mình có thể nói về tôn giáo. Tôi là người Công giáo, đang theo đạo Thiên Chúa. Bà có thể không có tôn giáo hoặc là bà theo Thiên Chúa giáo hoặc là theo Phật giáo. Cái đức tin của mình á, khi mà mình thể hiện trong video á, thì cái người xem sẽ cảm nhận được cái tâm của bà, cái vai của mình bỏ vô trong cái những cái lời nói, những trong cái hành động ở trong video á. Khi bà hiểu được bản thân của mình, bà lên nội dung á, thì nó sẽ sâu sắc hơn và nó chân thật hơn và đúng cái giá trị của mình. Bà có thể là liệt kê chi tiết thêm những cái thông tin cá nhân của mình nha. Thì càng chi tiết thì mình càng hiểu bản thân mình hơn. Câu hỏi thứ hai á, chuyên môn của bà hiện tại, cái công việc của bà hiện tại hoặc là cái công việc mà bà đang hướng tới. Ví dụ tôi hiện tại đang làm edit video, tôi chỉnh sửa video cho khách hàng của tôi và cho kênh của tôi luôn. Và tôi cũng là YouTube manager, tôi quản lý kênh YouTube đó. Tôi ra ý tưởng cái phát triển cái nội dung đó, viết kịch bản, và tôi chỉnh sửa video đó và tôi upload cái video đó lên kênh YouTube của khách hàng. Và tôi làm design thumbnail nè, tôi viết title cho cái video đó luôn. Thì hiện tại công việc của bà là gì? Có thể đó là một trong những content mà mình sẽ phát triển. Ví dụ như tôi đi, hiện tại cái chuyên môn của tôi là có hai cái đúng không? Là edit video và YouTube manager. Và tôi muốn phát triển cái kênh YouTube này, tôi sẽ chọn một trong hai chuyên môn của mình để có thể chia sẻ thực sự cái niềm yêu thích của tôi á, là về phát triển kênh YouTube hơn. Nên tôi chọn chuyên môn lại làm YouTube đó để phát triển thành một trong những cái chủ đề mà tôi sẽ phát triển trên cái kênh này luôn. Theo quan điểm của tôi á, cái mà dễ dàng nhất đó nha là chia sẻ từ cái chuyên môn của mình, từ cái công việc của mình. Tại vì á, khi mà bạn có một cái chuyên môn gì đó, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn những người mà mới bắt đầu. Thì đó là con đường mà tôi thấy là dễ dàng nhất để build một kênh YouTube. Build từ cái chuyên môn á, tôi thấy là cái con đường mà nó dễ dàng nhất. Và cái mà tôi đang làm hiện tại là xây dựng từ cái việc mà tôi có kinh nghiệm về YouTube, tôi chia sẻ bà. Thì các bạn sẽ có cái niềm tin hơn về cái việc mà tôi đang nói. Tôi không phải là cái người mà đọc những cái trên mạng hay là coi những một vài cái video. Tôi sẽ chia sẻ về cái việc mà tôi đã trải nghiệm rồi, những cái thất bại của tôi, những cái mà tôi học được.
đó thì tôi đang chia sẻ từ cái kiến thức của tôi. Ví dụ như bà có cái chuyên môn về designer chẳng hạn, thì bà có cái kiến thức về thiết kế đồ họa, thì bà có thể chia sẻ cho những bạn mà muốn làm thiết kế đồ họa, thì đó là một trong những content mà có thể phát triển. Hoặc là những bà bây giờ nói là bây giờ tôi không có chuyên môn gì cả, tôi không có cái chuyên môn cao thì sao, đúng không? Thì bà có thể là chọn cái cách, cái hành trình phát triển trở thành cái gì đó. Tôi ví dụ như là bà không cần là một chuyên gia ở trong lĩnh vực đó, bà không cần là một người giỏi tiếng Anh, một người giáo viên tiếng Anh để mà chia sẻ những cái tip học tiếng Anh. Bà có thể là một người đang học tiếng Anh, thì bà có thể quay lại cái hành trình của bà học tiếng Anh để mà chia sẻ được cái động lực học tiếng Anh cho những người khác. Và ví dụ như bà đang kinh doanh một cái thương hiệu gì đó của riêng bà chưa thành công đâu, bà mới kinh doanh thôi, nhưng mà có thể chia sẻ cái hành trình bà làm cái kinh doanh đó như thế nào, giống như là từ việc mà bà chọn mặt bằng, từ việc bà design cái logo, chọn sản phẩm, cho đến là packing, cho đến là làm giá, cho đến là việc bà listing những cái sàn thương mại gì đó. Cái việc đó là cái việc mà bà có thể là tạo được cái câu chuyện của riêng bà. Câu hỏi thứ ba, chia sẻ về cái thành công và thất bại của mình. Vì khi bà chia sẻ được cái những cái thành công á, thì bà sẽ build được cái sự tin tưởng của mình trong cái ngành nghề đó. Khi mình chia sẻ những cái thất bại, những người cũng thất bại hoặc là những người đang muốn đi theo con đường đó, họ sẽ suy nghĩ lại. Cái việc mà chia sẻ những câu chuyện thất bại nó luôn có sự đồng cảm. Và nhìn chung lại, những câu chuyện chia sẻ về những câu chuyện thành công và những câu chuyện thất bại thường là những câu chuyện mà mọi người đều muốn nghe. Và câu hỏi thứ tư là cái mong ước, cái hoài bão của bà hiện tại là gì? Bà phải hiểu được cái mong ước và cái hoài bão của mình. Thì vì đó là cái lý tưởng của bà, cũng là cái lý tưởng của kênh. Đối với tôi là tôi mong ước tôi có thể xây dựng một cái kênh YouTube thành công. Tôi phát triển được cái thương hiệu cá nhân của riêng mình. Tôi phát triển được cái sản phẩm của riêng mình. Thông qua đó tôi kiếm được rất là nhiều tiền. Và tôi có cái sự tự do tài chính, có thể giúp được mấy bà mà có cùng cái mindset của tôi có thể thành công. Tôi biết phụ nữ hiện đại mình rất là thích tự do, tự lập, tự chủ tài chính và có cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Thì đó là cái mà tôi cũng đang mong muốn. Và tôi thật sự muốn mấy bà đang xem video này có được những cái cảm xúc giống tôi hiện tại, thì mình tin là tụi mình có khả năng làm được. Thì đó là cái mong ước, cái lý tưởng cho cái kênh YouTube này. Khi mà mình hiểu được cái lý tưởng của mình á, thì giống như cái kim chỉ nam gì đó, mình có một cái lý tưởng của mình, thì lúc đó những cái content, những cái cảm xúc, những cái lời nói khi mình quay video á, nó sẽ hướng về cái kim chỉ nam đó. Mình sẽ nói từ con tim của mình, mình nói một cách rất là chân thành chứ không phải là nói từ sách vở. Thì đó là cái mong ước, cái hoài bão của tôi. Thì còn bà thì như thế nào? Bà có thể bình luận ở cho dưới video này. Bà luôn nhớ là khi mà bà quay cái video, bà luôn nhớ về cái mong ước hoài bão đó. Thì đó là cái kim chỉ nam để dẫn bà đến cái sự thống nhất trong từng cái video, thống nhất trong từng lời nói. Và câu hỏi thứ năm sẽ nói về idol của bà, những cái kênh YouTube mà bà thường xem. Ví dụ là tôi đi, tôi có hai cái idol trên kênh YouTube, hai kênh YouTube mà tôi rất yêu thích luôn. Thứ nhất là cái kênh Vanessa Lau. Kênh này làm về content và social media, chuyên về làm phát triển kênh YouTube, phát triển Instagram. Chị này có cái business, cái coaching program đó là một trong những cái business model mà tôi đang hướng tới. Khi mà kênh YouTube này phát triển, tôi cũng muốn tạo ra một cái khóa học hay là tạo một cái coaching program tư vấn một một cho bà. Kênh thứ hai là kênh Ryan. Anh này mình cực kỳ thích luôn về cái tư duy và cái business của anh này, và cái mindset về kinh doanh. Tôi học rất là nhiều thứ về cái việc là tư duy kinh doanh từ kênh anh này. Nhìn chung hai idol của tôi đều có cái thương hiệu cá nhân của mình, sau đó họ xây dựng việc kinh doanh khác. Còn bà thì như nào, bà cái idol nào không? Thường là kênh YouTube nha, tại vì mình đang trong cái nền tảng YouTube thì bà có những cái kênh YouTube bà yêu thích thì từ cái phong cách quay video, từ cái cách dựng phim, từ cách kể chuyện thì bà sẽ bị ảnh hưởng bởi cái kênh YouTube đó. Bà nên xem nhiều YouTube và bà chọn một trong vài cái kênh YouTube bà yêu thích nhất, sau đó là bà sẽ có thể bắt chước theo. Mình không nghĩ cái việc bắt chước là sai, không nghĩ cái việc bắt chước là xấu cả, tại vì khi mà mình mới bắt đầu làm cái gì đó, mình không biết bắt đầu từ đâu và mình tìm được cái idol mình thích, mình cứ bắt chước theo họ, tại điều đó họ làm là điều đang thành công, mình chỉ bắt chước cộng với thế mạnh của mình, cái điểm unique của mình, mình phát triển theo những cái phong cách riêng của mình. Câu hỏi thứ sáu, thì thông thường trên YouTube thì mình thấy là có ba cái giá trị phổ biến. Thứ nhất là giá trị về giải trí, thứ hai là giá trị về giáo dục, thứ ba là giá trị về truyền cảm hứng. Mình ví dụ về giá trị giải trí, những cái giá trị đó sẽ dễ được nhiều view hơn. Ví dụ như giống như MrBeast thì giá trị cực kỳ giải trí luôn. Cái kênh MrBeast là kênh có lượng audience rất là rộng luôn, tại vì ai cũng có nhu cầu giải trí, già nhỏ, lớn bé, trai gái đều có nhu cầu giải trí cả. Và anh ấy làm content rất là vui, rất là hấp dẫn. Cách mà anh ấy chi tiền, những cái cách mà anh ấy tạo trò chơi rất là hài hước, rất là thú vị để mình coi. Những kênh mà chuyên về làm hài hước, những thông tin hài hước thì đều mang giá trị giải trí. Kênh về châm biếm, những kênh về gây tạo drama,
những chuyện drama thì cũng rất là thú vị và nhiều người cũng muốn tìm tới để giải trí. Ví dụ như cái kênh của tôi đi, tôi đang chia sẻ về hành trình làm YouTube của tôi. Kênh của tôi á, mix giữa hai cái giá trị là giá trị về giáo dục, giá trị về chuyên môn á, cộng với giá trị truyền cảm hứng. Tôi không có bằng thạc sĩ, không có bằng tiến sĩ về marketing. Tôi làm video chia sẻ về những cái trải nghiệm thực tế của mình, những cái thành công, những cái thất bại của mình. Và trên con đường này tôi học được gì tôi chia sẻ tiếp. Tôi thấy là tôi vẫn có chuyên môn về YouTube. Cái hướng của tôi là tôi muốn chia sẻ theo trải nghiệm cái hành trình của mình hơn, nên tôi muốn truyền cảm hứng cho những bà giống tôi là những bà mới bắt đầu. Khi mà tôi biết được cái giá trị của mình rồi thì từ đó tôi sẽ có một cái vai cho mình. Cái vai của tôi ở đây, tôi sẽ chọn cái vai chia sẻ một cách thật chân thành và giản dị để cho những bà mới bắt đầu làm có thể làm được luôn. Thì lúc đó bà thấy là tôi cũng là một người bình thường, không ngoại hình nè, không có giàu nè, không có hài hước, không có gì hài hước hết trơn á. Tôi cũng không phải là người hướng ngoại, tôi là người hướng nội, không có gì nổi trội cả. Và tôi biết nhiều người cũng đang thấy là mình không có gì nổi trội cả. Nhưng mà hãy tin tôi đi, khi mà bà tìm được mình là ai và mình có những cái sở thích gì, mình có những cái chuyên môn gì, hoặc là những cái mình đang hướng tới có cái giá trị gì giúp ích được một hay nhiều người, thì bà hãy làm đi dựa trên cái giá trị của mình và sau đó ra được cái vai của mình. Bà hãy tin tôi đi, nếu mà bà có giá trị riêng và bà tìm được cái giá trị đó thì chắc chắn bà vẫn tìm đúng cái tiệm khách hàng của mình. Sau khi mà bà đã giải mã được chính mình rồi, hiểu được bản thân của mình rồi, thì tiếp theo mình sẽ cùng nhau hiểu về khán giả của mình. Mình làm cái video này cho ai xem và ai sẽ là khán giả của mình, đúng không? Và những câu hỏi đặt ra để biết target audience của mình là ai á, thì nó cũng gần tương tự như cái việc mà mình tìm hiểu về bản thân của mình vậy. Thứ nhất á, là về tuổi tác, giới tính. Về cái chủ đề của bà muốn làm á, giới tính nào, độ tuổi nào sẽ thích xem hơn. Ví dụ như cái kênh của tôi đang làm, kênh này luôn nào, phát triển định hướng kênh YouTube, tôi đang hướng tới lượng khán giả là nữ, thì tôi sẽ xưng là tôi và bà. Cái độ tuổi mà tôi đang nhắm đến á, là mấy bà đang ở độ tuổi 25 đến 35 tuổi. Target audience của tôi không phải là những bạn Gen Z. Những bạn Gen Z thì tôi nghĩ là các bạn là giỏi về cái việc mà truyền thông, rất là giỏi về social media và giỏi về YouTube rồi á, và có định hướng cho riêng mình rồi. Nên á, cái kênh này chủ yếu là tôi đang hướng đến những bạn như tôi luôn, khoảng 25 đến 35 tuổi. Thường là có những cái công việc giống như công việc văn phòng, hay là có cái sở trường của mình rồi và muốn phát triển kênh YouTube để phát triển thương hiệu cá nhân. Và mà trong độ tuổi mà tôi đang hướng tới thì bình luận phía dưới cho tôi biết nha. Thứ hai á, là về sở thích của mấy bà. Có thể mấy bà cũng thích xem TV giống tôi, có thể mấy bà cũng thích chó mèo như tôi chẳng hạn. Thì tôi đang mường tượng trong đầu là bà, ok, bà Mai đúng không? Khoảng 28 tuổi bằng tôi đi. Tôi thì thích xem phim, bà cũng thích xem phim. Tôi thích chó, bà thích mèo chẳng hạn. Khi mà tôi làm video hay tôi viết kịch bản hay viết idea thì tôi sẽ nghĩ đến bà Mai. À là cái bà này, là bà bao nhiêu tuổi đó, bà thích cái gì đó, là bây giờ bà có những cái khát khao nào. Đó, câu hỏi tiếp theo là khát khao của bà Mai là gì? Thì tôi nghĩ khát khao của bà là bà muốn xây dựng một kênh YouTube, bà muốn có một cái thương hiệu cá nhân của bà, bà muốn nhiều người biết đến bà. Tới đó bà sẽ bán hàng đúng không? Bà sẽ xây dựng cái kinh doanh của bà. Đó, khát khao của bà là muốn trở thành một phụ nữ hiện đại, tự do tài chính, thích đi du lịch trong nước, thích đi du lịch nước ngoài, kiếm bạn trai, thích sự giàu có, thích được tự do, đúng không? Một người phụ nữ hiện đại. Tôi sẽ nghĩ đến cái mong ước và cái ước mơ của bà là gì. Và cái câu hỏi tiếp theo á, là chuyên môn của bà. Cái chuyên môn của bà là gì? Có thể bà đang làm lĩnh vực marketing mà bà sẽ hứng thú với việc phát triển personal branding, hoặc là bà đang trong lĩnh vực bán hàng, bà muốn có một cái thương hiệu, cái personal branding, hay là bà muốn đang muốn kinh doanh, là muốn làm một doanh nhân đúng không, bà cũng muốn phát triển cái thương hiệu cá nhân của bà. Câu hỏi tiếp theo là tôi sẽ xin nghĩ tới thì những cái khó khăn hiện tại của bà. Khó khăn của bà là gì? Bà đang tháng này qua tháng nọ bà đang tìm một cái bí kíp để phát triển kênh YouTube thành công. Bà đang trăn trở không biết là bạn nên thể hiện bản thân của bà như thế nào trên YouTube. Bà không biết là xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào. Bà rất là tự ti về bản thân của mình. Bà không thấy mình có điểm mạnh gì cả. Không biết sử dụng máy ảnh, bà không biết edit video. Bà rất là tự ti trước ống kính, bà không nói chuyện cho chải. Đó là những cái khó khăn của bà đúng không? Tôi sẽ list ra những câu hỏi đó. Khi mà tôi làm cái content idea thì tôi sẽ nghĩ đến ngay đến bà và Mai đúng không? Bà có những cái khó khăn gì thì tôi sẽ làm những cái video để giải quyết những khó khăn đó cho bà. Thì đó là mình hiểu được target audience của mình, hiểu được cái khán giả của mình, thì mình làm đúng với cái chủ đề mà khán giả mình đang muốn. Tôi sẽ không nói những cái vấn đề về giảm cân, tôi sẽ không nói về đi du lịch nữa. Tôi chỉ tập trung về nói về những cái khó khăn, mong ước, định hướng của bà. Đó là bà Mai đang trong cái tâm trí của tôi. Tôi biết là độ tuổi của bà, tôi biết bà là nữ, và tôi biết định hướng của bà, khó khăn của bà, sở thích của bà. Đó là cái mà tôi đang suy nghĩ, đang mường tưởng ra một người avatar của mình. Bà Mai ở trong tưởng tượng mà bà có những cái khó khăn đó, tôi sẽ giúp đỡ bà qua những cái video của tôi.
thì đó là cách mà mình lên ý tưởng cho video của mình. Tôi muốn chia sẻ thêm về cái việc khi mà và làm một cái kênh YouTube á, nó sẽ không thể nào phù hợp với tất cả mọi người được. Nhất là khi bà mới làm kênh YouTube, chia sẻ lên trang cá nhân của bà và chia sẻ lên Facebook, đúng không? Thì có những người thân nè, bạn bè để lại những cái bình luận không hay, hoặc là kêu bà làm thế này thế kia, cái này sẽ không phù hợp đâu, cái này không ai xem đâu, họ sẽ không thích cái video đó của bà. Nhưng mà bà nên xem lại á, thì những người đó có phải là target audience của bà hay không? Có phải là khách hàng tiềm năng của bà không? Có phải là khán giả và bạn đang hướng tới hay không? Nếu mà họ là đúng những cái tiệp khách hàng mà bạn lan list ra với độ tuổi đó, giới tính đó, mong ước hoài bão những khó khăn đó, họ đúng là khán giả đó mà họ góp ý, thì bạn có thể lắng nghe. Nhưng mà cái người thân, cái người bạn bè đó mà thực sự không phải là đối tượng khán giả mà mình muốn làm video để giúp đỡ, mình muốn chia sẻ tới, thì bạn cũng không cần quan tâm. Làm kênh YouTube á, nó rất là cảm xúc với bạn. Ngoài việc mà mình cố gắng mình quay phim, mình cố gắng mình phát triển bản thân của mình, tìm những cái giá trị của mình, chia sẻ giúp đỡ mọi người, thì trong quá trình đó đó nó có rất là nhiều cảm xúc của bạn. Có lúc mà mình không có view mình buồn, có lúc là người ta sẽ chê mình, nhìn mình trên camera xấu quá, thì có những cái judgment, có những lời lẽ không hay xúc phạm tới mình nữa, lúc đó mình sẽ bị tổn thương và có cảm xúc rất là nhiều trên cái hành trình làm YouTube này. Tại vì khi mà quá trình xây kênh á, không phải là một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mà nó phải tính bằng năm, ba cơ. Nó phải tính bằng năm cơ, nó không có nhanh được, nó không có thành công nhanh được. Nếu mà bà thành công nhanh trước 6 tháng đó, đó là bà rất là may mắn và rất là giỏi. Nếu mà mình cứ để cái cảm xúc của mình nó cứ bị ảnh hưởng như vậy dài dài đó, thì mình sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Mình sẽ không có động lực để tiếp tục làm nữa. Nên cái việc mà ở đây đó, tôi muốn chia sẻ là khi mà biết được khán giả của mình rồi á, thì bà khi mà bà nhận được cái lời mà không hay về cái nội dung của bà, mà nếu người đó không phải nằm trong cái khán giả của bà, thì bà không cần quan tâm, không cần nghe. Lúc đó bà sẽ không có cái nặng lòng nữa. Bà nên suy nghĩ là ok, mình làm đúng những cái mà mình giá trị của mình rồi á, mà người này không phải là cái khán giả của mình á, thì mình không cần nghe họ. Tại vì nếu mà bà mà cứ nghe người này nói bà sửa, nghe người kia nói bà sửa, nhưng mà họ không phải là cái khán giả của bà, thì cái content của bà nó không đi đâu cả, không đi theo cái định hướng của kênh ban đầu nữa. Thì lúc đó những khán giả mà đáng lẽ ra là khán giả trung thành, khán giả của bà, họ sẽ cảm thấy là bà đi sai lệch hướng theo cái định hướng của họ, thì họ sẽ không theo bà nữa. Lúc đó thì sẽ bà mất những cái người fan trung thành của bà. Cái đó là cái mà chia sẻ thật lòng. Có những người này người kia, nhưng mình phải hiểu là mình làm video cho ai và mình đang giúp đỡ ai, cách mình làm á sẽ phù hợp với người này và không phù hợp với người kia, và cái đó là chuyện bình thường. Thì hôm qua mấy bà tôi đang quay thì giữa chừng á thì còn cái phần cuối cùng thôi, thì máy của tôi nó hết dung lượng nên tôi phải chép sụt qua cái máy tính của tôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần cuối cùng là xây dựng content cho cái kênh của mình luôn nha. Trong tới giai đoạn này á thì tôi sẽ chỉ cho các bà là có 4 cái ngách lớn ở trên YouTube mà bà có thể phát triển từ ngách đó. Ngách thứ nhất á là về giải trí nè, cách thứ hai á là về tiền bạc, cách thứ ba là về sức khỏe, cách cuối cùng á là những mối quan hệ. Đây là 4 cái ngách lớn và được rất là nhiều người quan tâm. Thì dựa trên những cái ngách lớn này nè, bà tìm được cái ngách trung, ngách nhỏ hơn, ngách nằm ở dưới cái ngách lớn này. Khi mà mình bắt đầu làm á, thì nếu mình chọn ngách quá lớn thì thứ nhất là mình khó cạnh tranh với những cái kênh mà đã làm rất là lâu năm rồi, mình đâu cạnh tranh lại người ta được, và mình cũng không có target đúng với cái khán giả của mình được. Thì mình phải chọn ngách trung thôi. Tôi lấy kênh của tôi ra để mấy bà dễ hiểu hơn nha. Ví dụ kênh của tôi hiện tại á, tôi đang làm về phát triển kênh YouTube, thì đối với bà á, là cái kênh của tôi nó nằm trong cái ngách nào trong 4 ngách này, 1, 2, 3 hay là 4? Và câu trả lời đó là ngách thứ hai, là vấn đề về tiền bạc. Bây giờ bà có thể nhận ra đó, phát triển YouTube thì cuối cùng á, cái mục đích sau cùng của mình là vấn đề về kiếm tiền, đúng không? Vấn đề về tài chính. Thì tôi nằm trong cái ngách về tiền bạc. Sau khi mà chọn được cái ngách lớn của mình rồi á, thì mình bắt đầu đi xuống ngách trung một chút xíu. Vấn đề là tiền bạc là tầng 1, đúng không? Vậy tầng 2 của mình là gì? Ngách trung của mình là gì? Thì nằm trong cái ngách về tiền bạc thì tôi đã chọn cái ngách là personal branding, là xây dựng thương hiệu cá nhân. Nếu mà tôi chỉ làm xung quanh về xây dựng thương hiệu cá nhân á, thì thực sự nó chưa cụ thể lắm. Thì lúc đó mình bắt đầu là có những cái chủ đề phụ, tôi gọi ở đây là cái sub topic, là những chủ đề ngách nhỏ hơn, ngách bé hơn, nó những cái chủ đề phụ nằm trong cái ngách trung của tôi. Thì tôi có những cái chủ đề phụ như thế nào? Thứ nhất á, là tôi nói về YouTube, thì YouTube nằm trong personal branding. Nếu mà bà là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì bà sẽ học về YouTube và sẽ muốn phát triển một kênh YouTube của mình, thì tôi chọn ngách thứ nhất, cái chủ đề nhỏ của tôi là nói về YouTube, thì nó cũng thuộc về personal branding và nó cũng là thuộc về tiền bạc. Và ngách thứ hai của tôi á, là tôi sẽ chọn về business,
về vấn đề và phát triển kinh doanh. Thì kinh doanh này nó cũng nằm trong personal branding và cũng là thuộc về tiền bạc. Và cái ngách nhỏ thứ ba á, mà tôi sẽ đi theo cái định hướng kênh của tôi á, là sẽ về phát triển bản thân. Thì giống như là những kỹ năng, những cái thói quen xấu, mình thay đổi những cái thói quen xấu, mình học những kỹ năng mới. Và cái chủ đề này á, nó cũng nằm trong personal branding luôn, và nó cũng nằm trong cái ngách lớn là về tiền bạc. Và cái ví dụ của kênh của tôi thì bà thấy là ba cái chủ đề nhỏ này nó vẫn thuộc chủ đề chung là personal branding, và nó vẫn thuộc là trong ngách về tiền bạc. Thì đó là cái cách mà bà lên cái nội dung cho kênh của mình, nó phải có cái tính thống nhất với nhau, có mối quan hệ với nhau. Thì thông qua bốn cái chủ đề này thì tôi muốn bà là chọn được cho mình một cái ngách chung, nó nằm trong bốn cái ngách lớn này. Thì sau đó bà sẽ phát triển thêm những cái subtopic nhỏ bên dưới nữa. Thì lúc đó bà cũng sẽ có rất là nhiều content, có rất là nhiều ý tưởng để mình ra nội dung cho kênh của mình. Cũng nếu mà bà bắt nguồn từ ngách quá nhỏ, cái subtopic quá nhỏ, tôi ví dụ đi, giống như là nếu mà tôi chọn chủ đề về YouTube thì cái kênh này chỉ nói về YouTube thôi. Thì đối với tôi á, thì nó quá nhỏ đi, tôi làm khoảng 10 video là tôi có thể là hết ý tưởng nói vậy đó. Tại vì YouTube thì nó chỉ bao nhiêu đó thôi, quan trọng là mình hiểu được cái lý thuyết ban đầu, rồi sau mình vận hành mỗi kênh nó sẽ chạy theo cái hướng khác nhau thôi, chứ tôi không thể nói hoài nói mãi được. Nên tôi mới có những cái subtopic khác nhau như vậy. Sau khi mấy bà đã có những chủ đề nhỏ, chủ đề phụ rồi á, thì bây giờ á, mình chung làm từ từ nha. Ví dụ là bà có ba cái chủ đề nhỏ, bà nên có những cái video nó tập trung vào một cái chủ đề thôi, chứ bà đừng có làm nhiều cái video mà nó dạng trải ra những cái chủ đề nhỏ khác. Và phải tạo nhiều cái video giống như tạo một cái series trong cùng một cái topic á. Lý do tại sao á, tụi mình nên làm nhiều cái video trong cùng một cái chủ đề nhỏ như vậy, tại vì cái thứ nhất á, khi mình làm nhiều cái video á, thì sẽ tạo ra nhiều cái tài liệu để khán giả có thể xem. Ví dụ mấy bà đang xem cho tôi hành trình làm YouTube, đang xem cái video này là phần 1, mấy bà sẽ muốn là có phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 để có thêm cái tư liệu, thêm tài liệu để mình học hỏi, đúng không? Thì tôi hiểu khao khát với bà thì tôi phải làm những cái video đó để đáp ứng cái nhu cầu mấy bà là xem tiếp video. Nếu mà tôi không làm những cái video mà follow up theo cái video này thì mấy bà sẽ bắt đầu là không nhấn follow tôi nữa, không nhấn đăng ký kênh tôi. Tại vì cái lý do mà mấy bà nhấn nút subscribe, nhấn nút đăng ký kênh của tôi á, tại vì mấy bà muốn tôi ra nhiều video về cái chủ đề mấy bà quan tâm. Nhưng mà tôi không ra, tôi không có những video phần 2, phần 3 đó thì mấy bà sẽ không có lý do nào để có thể theo dõi kênh tôi nữa, đúng không? Nên phải chiều ý mấy bà thôi. Tôi phải ra nhiều cái video mà nằm trong cái chủ đề này mấy bà đang quan tâm. Đó là cái lý do thứ nhất vì cái khán giả của mình. Và cái lý do thứ hai á là vì YouTube. Khi mà bà làm nhiều cái video mà nó không tập trung một cái chủ đề gì hết á, thì YouTube không có thể nào định danh được cái kênh bà làm chính về chủ đề gì được. Rất là khó để cho YouTube đề xuất được. Giống như là hôm nay bà làm video về YouTube, ngày hôm sau cái bà làm video về phát triển bản thân, cái ngày hôm sau nữa bà làm video về giảm cân đi. Ba video thì nó ba cái ngách khác nhau rồi, thì YouTube không thể hiểu được là bà đang muốn kênh bà phát triển theo hướng nào, thì họ không thể đề xuất cho bất kỳ các khán giả nào được. Thực tốt YouTube á thì sẽ đề xuất thử một cái lượng khán giả đã từng nhấn nút đăng ký kênh của bà, nhưng mà họ nhấn nút đăng ký kênh đầu tiên á vì họ muốn xem những cái video về YouTube, nhưng mà cái video thứ hai á bà lại làm vấn đề về sức khỏe, đúng không? Thì họ sẽ không coi nữa. Khi mà YouTube đề xuất cái video của bà á thì họ sẽ không xem nữa, tại vì nó không hợp với nhu cầu của họ thì họ sẽ không xem nữa. Thì lúc đó YouTube á sẽ nhận thấy là à, cái video này nè, cái kênh này nè, khi mà mình đề xuất á, khán giả của cái kênh này không xem, có nghĩa là cái video này nó không hay, thì họ sẽ ngưng đề xuất. Đó là cái mà sai lầm khi mà mình mới bắt đầu làm kênh mà mình làm nhiều chủ đề quá. Hãy tập trung vào một chủ đề nhỏ, chứ đi làm nhiều, thật nhiều cái video trong một chủ đề nhỏ đó. Khi mà bà làm nhiều video trong cùng một chủ đề như vậy á, thì YouTube sẽ hiểu được bà hơn, hiểu được cái vibe của kênh bà, hiểu được cái topic, cái chủ đề mà bà đang hướng tới. Lúc đó YouTube bắt đầu là lưu lại những cái thông tin của bà, lưu lại những cái dữ liệu từ cái kênh của bà, sau đó sẽ bắt đầu là đề xuất cho những cái khán giả nằm trong chủ đề của bà. Và cái lý do thứ ba nữa là những video trong cùng một cái playlist, trong cùng một cái series thì sẽ tự đề xuất lẫn nhau. Ví dụ như cái video này đây, bà đang xem là video phần 1 trong cái playlist mà tôi để là hành trình phát triển kênh YouTube, thì cái video mà phần 2 á, nó rất là có khả năng 80% á, nó sẽ nằm ở bên phía tay phải. Bà xem một cái video nằm trong cùng một cái playlist nha, thì cái video tiếp theo, những cái video tiếp theo trong cùng một playlist thì sẽ nằm gần với cái video mà bà đang xem đó. Tới cái giai đoạn này rồi á, nếu mà có một lời khuyên nào đó dành cho mấy bà thì tôi khuyên là nên tạo một chuỗi video cho tôi, nên tạo một chuỗi video nằm trong một cái chủ đề nhỏ đó. Làm xong cái series 1 này, tạo series 2, xong series 2, tạo series 3. Thì mỗi series bà dành khoảng là 1-2-3 tháng gì đó, tùy theo mỗi thời gian của mỗi bà dành thời gian cho YouTube, đúng không? Nhưng mà phải làm theo series nha, chứ đừng có làm những chủ đề mà lung tung thì khán giả sẽ không thể follow bà được. Ok, thì có thể là tới đây mấy bà đã
hiểu hết những cái thứ mà bắt đầu làm cái YouTube rồi đúng không? Thì tôi cũng đã nói hết, chia sẻ chân thành những cái mà tôi biết về YouTube để mấy bạn có thể làm được. Tôi và bà thì có thể cùng nhau xây dựng kênh YouTube. Thì trong quá trình quay á, tôi sẽ thiếu một vài thông tin gì đó. Tại vì khi quay mà mình sẽ miss một số thông tin gì đó. Nếu mà bà thấy là vẫn chưa đủ thông tin và bà muốn biết thêm một số thông tin gì đó thì hãy để lại phần bình luận ở phía dưới thì tôi sẽ trả lời cho bà nha, hoặc là inbox cho tôi. Thì cũng như là cái cách mà tôi hướng dẫn cho bà, tôi sẽ làm một cái chuỗi series về YouTube. Thì những video sắp tới tôi vẫn nói về chủ đề về YouTube này. Nếu mà bà cũng còn quan tâm về chủ đề YouTube này thì hãy nhấn đăng ký kênh ở đây và tụi mình sẽ cùng nhau xây dựng kênh YouTube nha.